thì mình sẽ xoay dùng cái phần lò xo này đưa ra trước này, đúng không? Mình sẽ xỏ vào trong con mồi này. Lời nói đầu tiên thì xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang xem video nha. Thì hôm nay thì video này mình sẽ gửi tới tất cả mọi người một clip về tiếp tục là mồi mềm như cả nhà. Mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một loại mồi mềm mới mang tên là NFR. Đây là một trong những phân khúc mồi mềm giá rẻ như cả nhà. Mình thấy rất là rẻ luôn. Nó cũng tương tự như mồi mềm ép, nhưng mà nó rẻ hơn khá là nhiều, có khi là rẻ hơn một nửa luôn nha. Mà mình thấy chơi cũng ổn, nên là mình hôm nay là mình clip này mình sẽ giới thiệu đến cả nhà về cái loại mềm này. Thì đầu tiên thì mình chia sẻ với mọi người trước, thì mình tên là An, nghề nghiệp của mình chạy Grab và cũng bán hàng thêm nữa nha, chủ yếu là phục vụ cái đam mê câu của mình. Chung là đi câu nhiều tiền lắm nên phải kiếm cái nào đó mình kiếm ra tiền thì mới có, kiểu như khi mà mình có tiền á thì mình mới phục vụ được cái đam mê của mình. Thì mình lựa chọn là bán hàng kèm theo đi câu, có làm YouTube. Chung là YouTube của mình thì vẫn chưa thu được tiền nữa, nên mình làm cũng vì cái đam mê thôi chứ không có gì trơn. Quay trở lại với cái mồi mềm á, thì một bịch như thế này thì nó gồm có 8 con gì đó nha. Đây, mồi mềm 8 con. Ở đây thì mình có 6 màu. Đầu tiên là màu trắng, màu trắng. Thứ hai là màu xanh. Đây, trong đây có kim tuyến nha. Con này cũng có kim tuyến hết, lấp lánh. Màu vàng, vàng vàng chanh cũng gần giống màu xanh mình đã nán với nhau. Đó. Tư là màu đen nè, màu đen. Thứ năm là màu cam, màu cam nha. Thứ sáu là màu nâu đất. Đây, nâu rồi, 6 màu. Thì mùa này thì mình cũng đã bán một thời gian rồi, được 2-3 tuần, thấy khách cũng thấy cảm nhận cũng ok. Chưa có clip test là mình chưa có làm thôi, còn anh em đã câu rồi nha, mua khá là nhiều. Chung là khi là mai mình đi thắng lợi mình lại làm clip tiếp cho cả nhà xem. Rồi về giá, giá thì một bịch như thế này 8 con, mẫu mình nói bếp mình đang bán thì là một bịch 7 con 130.000, đúng không? Thì mẫu này thì 8 con một bịch nhưng mà chỉ có 80.000 thôi, phân khúc giá rẻ, nó cũng tương tự, nhưng chỉ là cái màu nó làm đơn giản như nhà, không có sắc nét như này bếp thôi, còn chất liệu nó cũng na ná gần nhau, có thể là thua một tí vì người ta nói là tiền nào cũng nấy, nhưng mà mình thấy cái tầm mùa mềm thì nó cũng giống nhau vậy thôi, thật sự đa phần nó đều giống nhau, nhưng mà nó chênh một chút về cái nét đẹp, cái nguyên liệu thôi, còn cá ăn thì nó cũng gần giống nhau. Chủ yếu là giống như là một con xe, tất cả đều có thể là di chuyển, nhưng mà mình thích cái tiện nghi của nó như thế nào thôi. Còn nếu mà chỉ là mục đích là cá ăn thôi thì mình thấy mồi nào cũng như nhau hết. Còn cái điều đi không cũng nhận, xe đi không cũng nhận, nên mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu 80k 8 con rất là rẻ. Thì bán kèm
Kèm combo này thì có lưỡi, lưỡi AR15. Điều trước mình đã quay ở clip NFF rồi nha, 120.000 một cái. Trọng lượng mình cũng đã quay rồi nha, là lưỡi thường 25.000 một cái. Thì một combo như thế này, combo mồi NFR dưới lưỡi 8 con mồi với một lưỡi AR15 là 200.000 một combo chưa thu ship nha cả nhà. Còn nếu mà cả nhà muốn dùng lưỡi thường, combo NFR với lưỡi thường thì 105.000 một bộ như thế này, muốn cảm nhận cũng được, ok. Chưa bao gồm ship nha, 105.000 200.000. Thì mình, nếu mà bạn nào chưa biết cái cách mà sử dụng mồi mềm thì mình sẽ chia sẻ cách mà mình gắn vào lưỡi nha. Đây mình sử dụng cái lưỡi thường như thế này, mình sẽ làm clip này cho cả nhà xem luôn. Đầu tiên thì mình sẽ xoay, dùng cái phần lò xo này đưa vào trước này, đúng không? Mình sẽ xỏ vào trong con mồi này. Đó, canh cái tâm chính giữa của con mồi như thế này, tâm mỏ đó, đó, dọc theo cái sống lưng này, canh cái tâm đó, xong mình chọt vô một cái, rồi mình xoắn, xoắn từ từ, xoắn theo cái vòng của cái lò xo sẽ xỏ này, nó vừa hết cái vòng lò xo là vừa, hoặc dư ra một chút xíu cũng được, không cần phải sát lắm đâu. Đấy. Vừa vô là vừa rồi, rồi ok. Sau đó mình sẽ canh con mồi thẳng như thế này nha, để con mồi ra thiệt thẳng đó. Mình sẽ canh cái lưỡi nó vô tầm này nè, mình dùng ngón tay mình bấm vô cái phần mà cái lưỡi nó vừa chạm tới con mồi này, để mình dùng cái đó là cái thước đo đó. Sau đó mình sẽ ngửa bụng con cá lên, ngửa bụng con cá lên và mình xỏ ngay cái chỗ mình bấm. Hồi nãy mình đo cái lưỡi nó vừa tới đây đúng không, nó bấm như vậy, xong mình xỏ cái lưỡi, mình xỏ cái lưỡi vô cái bụng đó ngay chỗ mình bấm. Thì lúc cái lưỡi nó lên trên đó thì nó sẽ vừa luôn với cái sống lưng của con mồi đây. Rồi cái này là không ổn nè, tại mình quay phim thôi nha, nó hơi bị cong con mồi nè cả nhà thấy không, con mồi nó hơi bị cong thì cái lưỡi này nó dễ bị chỗ hơn, nó dễ bị vướng hơn. Mình phải làm cho con mồi nó thẳng, gỡ ra lại lúng xuống xíu, nó bị lệch cái nhờ. Đây, chính xác rồi, thấy không? Làm sao mà xỏ con mồi mà nó thẳng cái lưng con cá là cả nhà, thì cái lưỡi mình nó cái độ trong vướng nó sẽ là tốt nhất. Còn khi nó cong lên thì nó bị dinh cái lưỡi ra đó. Sau đó mình sẽ ép cái lưỡi qua một bên để cho mình móc vô cái phần thịt của con cá để nó dính vô đây, thì nó sẽ không có bị, nè mình lướt nè, thẳng lưng là lướt nè, thấy không? Nó không có bị vướng thì quấn nó dễ hơn. Còn khi mà mình xỏ không đúng cách đó, nó vướng đó, nó hở ra, thì lúc mình kéo nó vướng vô cái gì đó, nó lúc lắc con mồi lần lần nó sẽ hư con mồi của mình, thấy không? Mà đóng con cá này ngậm vô là nó bị cắn đó, thì nó sẽ nhả. Mình phải làm cho nó ok, là mình nhích cái lưỡi lui lại nè, mình sẽ lui cái lưỡi lại xíu đó, xong mình cắm vô một bên, bên trái hoặc bên phải của con mồi mềm để cho cái lưỡi nó ôm sát luôn nha, chứ không phải là móc vô là xong đâu. Mình nhấn nhẹ xuống cho cái lưỡi nó bám vào bên trái hoặc bên phải của con mồi thì nó sẽ bám được con mồi nè. Đấy, bây giờ mình sẽ cong cái con mồi này lên nha. Theo trong bịch á thì con mồi này 5g 84 mm là tầm 8.4 cm gì đó. Mình sẽ căng một cái lưỡi như thế này và một con mồi là bao nhiêu nha. Đây combo lưỡi thường nữa nha, lưỡi thường và mồi NFR 12g là con mồi 5g và lưỡi 7g là 12g. Mình sẽ lấy ra nha. Bịch này mình để riêng nè, mai mình chơi luôn. Nên thì mình lấy bịch này mình đi câu cái chẻ nhiều. Đấy giờ
Cái lưỡi này nó bị rớt có cái lò xo rồi nha. Mình sẽ gắn lại. Cái nhà chờ một tí nha. Cái lò xo này mình có bán nữa nha, 1000 cái thôi. Đấy nhá. Rồi. Đối với cái lưỡi AR15 cũng tương tự thôi. Mình gắn vô để mình quay cho cả nhà coi cái gì chưa. Đâm làm sao cho chính giữa. Đâm chính giữa. Ok. Đo để thẳng cá này. Bấm một cái phần cuối của cái lưỡi đó cả nhà. Đó. Phần cuối của lưỡi con mồi á. Đây. Thẳng con cá này, bấm ngay chỗ cái phần cuối của lưỡi con mồi ở giữa nè. Đó, rồi. Xong xỏ vào. Ok. Làm sao cho cái lưng nó thẳng nha cả nhà. Lưng thẳng nè. Đó. Cái lưng thẳng. Tương đối thôi. Ok chưa? Sau đó mình sẽ nhúng cái lưỡi xuống, sau đó mình ép cái lưỡi qua bên để cho nó bám vào cái thành của con mồi á. Thì nó sẽ cái độ vướng, chống vướng thì cao hơn, tốt hơn. Chưa ok chưa? Rồi nha. Mình sẽ cân luôn nha. Lưỡi R15 và con mồi NFR. Mười ba gram nha cả nhà. 13 gram. Cân lại nha. Ok. Nó tầm 13 gram cả nhà. Mình thấy như vậy là khá ổn rồi đó. Thì tầm đó thì anh em ném cũng rất là xa rồi. Hôm nay video mình sẽ như vậy thôi. Thì mình xin tóm tắt lại là combo này, bịch này bán lẻ là 80.000 8 con, thêm lưỡi nữa thì 200 chưa ship từ R15. Còn combo thứ hai thì bịch mồi mềm 8 con, lưỡi thường thì 105 chưa có ship, ship thì tầm 30-40k gì đó. Thì rất vui khi được chia sẻ với cả nhà về cái những bịch mồi mềm như thế này. Thì hy vọng thì anh em nào muốn ủng hộ anh Grab thì cứ liên hệ mình nha. Số Zalo của mình là 0356163121. Thì mọi người cứ kết bạn Zalo rồi nhắn tin cho mình. Thì mình sẽ trả lời và đặt hàng cho nó dễ. Chứ anh em cứ hay gọi điện thoại rồi nhắn tin thành nó bị trôi cả nhà. Nhiều khi nó bị lạc đơn, rất là tiếc cho những anh em như vậy. Thì tốt nhất là mình nên nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook cho mình. Rồi video của mình xin kết thúc tại đây. Chúc anh em lên nhiều combo và hy vọng những cái mồi giá rẻ như này thì phù hợp với những anh em nào điều kiện kinh tế mình chưa đủ, thì mình nên sử dụng những cái mồi rẻ thôi, nó đỡ mắc mồi ha mồi. Rồi chào tất cả mọi người nha. Chào anh em.